Hello anh em, chào mừng tất cả các công dân nghiện nhựa đã trở lại với kênh Bloody Boot VN. Có một sự thật không thể chối cãi khi nói đến người xem kênh này rằng trong đó là một lượng lớn bạn trẻ tò mò và ham học hỏi, cũng như có một cái đam mê cháy bỏng với bộ môn kênh Bla, đang xen với rất nhiều ông FA. Nếu tôi hỏi, vậy bộ phim kênh Bla nào đã để lại ấn tượng sâu đậm với bạn? Thì sẽ có vô vàn câu trả lời. Người thì thích Mobile Suit Unicorn vì nó mang đậm ý chí cuộc sống và vòng lặp sinh tử. Người thì thích những cảnh cháy nổ, hào nhoáng và đậm tính chính trị như là Gundam Seed. Quả thật có rất nhiều lựa chọn để nêu ra. Tuy nhiên kết quả đảm bảo đến 80% người xem kênh sẽ thích đó là các phiên bản chuyển thể Gundam thành thú chơi ngay cả trong anime. Đúng vậy, Gundam Build Fighter, một series rất được các bạn trẻ và cả trẻ lớn yêu thích. Nội dung đơn giản, dễ hiểu, đang xen nhiều phân khúc chiến đấu trên nền nhạc hào hùng, thu hút được rất nhiều người xem và có độ phổ biến rộng rãi, dễ tiếp cận, dễ mua và dễ sưu tập. Và một lần nữa, nhân vật mà tôi nhắc đến hôm nay không phải là cặp bài trùng Iori và Reiji, mà là một đối thủ xứng tầm của họ, Meijin Đệ Tam, Yuki Tatsuya, và con ác chủ bài đáng sợ nhất series của anh ấy, Ếch Kỳ Diệu, Amazing Exia. Vậy, Ếch Kỳ Diệu nó là cái gì mà thu hút người chơi đến vậy? Và tại sao khi có một cái hãng Trung Quốc làm hàng bootleg Ếch Kỳ Diệu thì nó lại trở nên nổi bật giữa nhiều cửa hàng bootleg khác? Mời các bạn ăn miếng nước, uống miếng bánh, chúng ta bắt đầu video thôi nào. Sơ lược về Amazing Exia, đây là cỗ máy được tạo bởi PBSE, nhà cái hàng đầu châu Phi, Blastskill Practical System Engineering, là một công ty nổi bật trong hoạt hình Gundam Build Fighter, thường được gọi là PBSE. Đây là tập đoàn đứng sau việc sản xuất tất cả các lĩnh vực công nghệ liên quan đến hạt Blastskill, thành phần chính của hệ thống Gunpla Battle. Đây cũng là nhà tài trợ và quản lý chính của các giải đấu Gunpla khu vực Nhật Bản và thế giới. Ngoài ra, công ty còn có một bộ phận phát triển để tạo ra Gunpla đại diện cho công nghệ PBSE mới nhất, và lựa chọn hàng đầu của họ đó là các Meijin. Nôm na là các tay chơi battle kỳ cựu với kỹ năng cao cả về chiến đấu và chế tác Gunpla. Yuki Tatsuya, Meijin đời thứ 3 là nhân vật nòng cốt đại diện cho PBSE với quyết tâm chiến đấu công bằng, đầy bản lĩnh, quyết đoán và rất là tâm huyết với bộ môn Gunpla. Rất nhiều trận chiến Gunpla được anh để lại dấu ấn sâu đậm trong bộ phim. Từng con Mobile Suit anh lái đều do anh tự custom lại và đặt trọn niềm tin vào đó. Tính tổng cho cả đến hết phần Build Fighter, không tính OVA và movie riêng, thì chúng ta có 3 con Mobile Suit do anh sử dụng. Đầu tiên là Amazing Zaku, tiếp theo là Amazing Camper, và cuối cùng là Amazing Exia. Chữ Amazing vẫn được sử dụng liên tục trong các Mobile Suit mà Meijin dùng, như một phần khẳng định vị thế và hiệu suất của cỗ máy đã được tạo ra và đạt đến mức tối đa, sự hoàn hảo tuyệt đối. Và đương nhiên không ngoại lệ, ba lõ thì cũng có cả Amazing. Đó là xong về mặt phim ảnh. Thế còn các mẫu kit của Bandai thì sao? Tới thời điểm hiện tại, Bandai chỉ có hai phiên bản Ếch Kỳ Diệu, đó là HG 1/144 và MG 1/100 B Bandai. Tất nhiên rồi, con MG này thì nó cũng xài frame cũ của Gundam Exia. Nếu các bạn có thắc mắc tại sao tôi luôn trông chờ khi nào Bandai ra MG Exia 2.0 thì các bạn có thể xem lại video Astra thay F B Bandai. Tôi đã nói kỹ về vấn đề frame cũ rồi đó, có gì mấy bạn cứ xem lại. Thế thì ngoài Bandai ra, chúng ta có những phiên bản Ếch Kỳ Diệu nào do mấy anh tàu động vào? Nói thật là không có. Kể cả bây giờ tôi đi tìm ở trên sàn S đó, cái từ khóa Amazing Exia thì con rẻ nhất cũng chỉ có hàng Bandai thôi. Tôi cũng không tin được luôn á. Tại vì tôi không có để ý cái dòng HG Build Fighter lắm, nhưng mà đến lúc mà tôi tìm ra thì không có tìm ra được con HG Bullet Amazing nào luôn. Đỉnh thật sự. Hoặc có thể là do tôi không chơi hàng hát là y chang, cũng như là không có muốn tìm hiểu cho lắm, nên có thể là Ếch Kỳ Diệu nó không có hàng Bullet thật. Bạn có thể tha hóa, nhưng đối với Tuấn thì H2O cộng O2 thì vẫn là hô hô. Bootleg có thể không có, nhưng hàng resin thì không chừa một ai. Vào ngày 28 tháng 12 năm 2018, một hãng có tên là Yujiao Land tạo ra một phiên bản resin cực kỳ hầm hố dành riêng cho Ếch Kỳ Diệu, phiên bản 1/100. Hàng loạt các trang lớn đưa tin, và tôi lúc đó cũng chỉ là một cái thằng sinh viên cỏn con, máy sơn thì cũng mới mua. Và quan trọng là không có một cái xíu gì về kỹ thuật xử lý resin, nên mặc dù rất thích cái vẻ đẹp mới mẻ này, nhưng lúc đó thì thứ nhất là nghèo, nên là cũng cúi cái đầu xuống mà cho qua. Thời gian thấm thoát trôi đưa, cứ ngỡ cái giấc mộng sơn một con Ếch Kỳ Diệu năm nào mãi đi vào dĩ vãng, thì BOOM! Lần đầu tiên, trái thanh long có trong mì tôm.
một hãng có tên là Iron Toys xuất hiện, đánh dấu sản phẩm đầu tiên của mình bằng một con ếch kỳ diệu. Thay tên đổi họ sản phẩm tên là Star Destroyer để không bị ăn gãy bản quyền. Mặc dù ai nhìn vô cũng biết là nó hết á. Với thiết kế làm theo resin nhưng ở dạng kit và có thể lắp ghép được. Tôi lúc đó đúng kiểu thời tới bạn ơi, thời tới rồi. Đây rồi, cơ hội đây rồi. Thế là tôi chốt ngay một cái deal là sẽ review cái sản phẩm này. Cũng là sản phẩm chúng ta sẽ review trong ngày hôm nay. Xin giới thiệu các bạn, Star Destroyer, kẻ hủy diệt những vì sao. Thì đây, phần hộp đây. Mẫu này tên là Star Destroyer và nó phải đọc đến 4 chữ, nên chúng ta sẽ thống nhất gọi nó cái tên là ếch tàu nha. Gọi hai chữ trong xuyên suốt video này cho nó ngắn gọn nha các bạn. Trước khi chơi con này, tôi đã nghe rất là nhiều lời hoa mật về cái sản phẩm này. Toàn gắn vào những cái từ như là cực phẩm, rồi cái gì mà ngon bổ rẻ, đủ trò hết, là tôi đã thấy nó cấn cấn rồi. Vậy thì để tôi chống hai con mắt của tôi lên xem cái sản phẩm này có tới cái mức đó không nha. Tôi xin phép nhắc lại là kênh này đó giờ review được dựa trên quan điểm cá nhân của tôi. Tôi chơi, tôi ráp, có sao thì tôi sẽ nói như vậy, mạnh yếu như thế nào. Và có thể là tôi sẽ làm mất lòng nhiều người, nên chỉ mang chính chất để cho các bạn xem và tham khảo thôi các bạn nhé. Về thiết kế của ảnh bìa, sản phẩm được đặt ở vị trí chính diện, cũng là ảnh chụp thật của sản phẩm khi đã lắp xong, chứ không phải là dạng artwork được vẽ ra. Có cái gì đó cũng tạo được cái độ uy tín khi ráp xong, sẽ đảm bảo được như ảnh. Lồng vào phía sau background thì các chi tiết vũ trụ công nghệ và được thêm một xíu effect hạt năng lượng GN cho nó hít ké được tí Fami của Gundam 00. Tên sản phẩm Star Destroyer và TC Prototype Test Robot được đặt theo chiều dọc từ dưới lên, giống với cách đặt vị trí của cái mẫu MG Bandai. Và nếu các bạn thắc mắc thì cái chữ này là gì thì nó cũng có nghĩa là kẻ hủy diệt các vì sao á, chỉ là nó được ghi theo kiểu chữ Trung cho nó ngầu ngầu vậy thôi, chứ nó có nghĩa rồi mấy bạn. Dòng chữ nhỏ hình ảnh chỉ mang chính chất tham khảo, và hình ảnh thực tế có thể khác so với bao bì được in nhỏ ở phía dưới. Và cuối cùng là góc phải của logo của Iron Toys. Phần hộp của mẫu này thì sẽ không có bắt ạt phía sau, được mở theo cách cũ là hộp úp xuống chứ không phải là moi ngang. Và nói thật, những cái hộp con này nó nát vai cái bìu. Thứ nhất nha, cái giấy bìa của nó làm rất mỏng, mỏng lắm luôn á. Khi shipper giao tới cho tôi nó còn rách cả vỏ như thế này mà. Emotional damage. Tôi biết là có thể do cái quá trình vận chuyển từ Trung về hay sao đấy, chứ shop bán cho mình á thì cũng không muốn để tôi review một cái sản phẩm như này đâu. Tôi chỉ muốn nói là cái vỏ rất là mỏng, kể cả cái phần bìa không làm gì nó cũng có thể xẹp xuống như thế này, các bạn đủ hiểu rồi đó. Thứ hai là về việc thiết kế, nói thật là nó hơi nghèo nàn. Cái mà khiến cho tôi khó chịu nhất là cái phông chữ ở mặt hông, nó rất là quê. Nó không có khớp xíu nào với cái phần mặt chính cả. Như kiểu làm cho có ấy, toàn là mấy cái ảnh chụp thật của sản phẩm. Nền sau thì cũng không có thiết kế khung bao, tạo cho tôi một cái cảm giác nó là hàng rẻ tiền và thiếu chuyên nghiệp. Hãng mới nhưng nói chung là hơi non. Thôi thì dù sao hãng cũng mới làm con đầu tay, nên có thể phần hộp không được chỉnh chu cho lắm. Quan trọng là phần ruột nó như thế nào, đúng không các bạn nhờ? Sự thật thì nó mất lòng, mà không nói á thì nó không phải là kênh này. Rất nhiều bạn khi order đợt đầu mẫu này bị dính một cái loại chí mạng và rất khó cứu. Đó là cái loại bị in thiếu nhựa. Các chi tiết của mẫu ếch tàu này bị in thiếu. Tôi nhấn mạnh là nó in thiếu từ trên runner lúc mà còn trong bọc siêu nhá. Dẫn đến cái tình trạng rất nhiều bạn đã phải mua lại con này hàng second hand để có thể bù đắp vào cái loại bị thiếu đó. Rất là đáng tiếc. Loại đáng sợ thứ hai là mẫu này có bát kim loại. Nghe thì cũng ngon đấy đúng không? Cho tới khi bạn bị trùng bát. Một số bạn bị dính cái lỗi này, khi có người á, cái phần eo được cho hai cục y chang nhau, nó không kẹp lại được. Người á thì phần đùi cho bốn cục y chang nhau luôn. Rồi đắp làm sao? Mấy cái này chịu rồi, coi như là mấy bạn trúng xổ số luôn chứ biết sao giờ. Tôi chưa kịp lên video á thì đã có đầy người dính cái lỗi này và đăng đầy trên group rồi. Rất là rén luôn. Nên để có được một cái sản phẩm review đầy đủ cho cái ngày hôm nay á, tôi phải nhờ người ra tới tận shop để lựa, rồi check hàng coi nó có bị lỗi hay không mới dám làm review. Sản phẩm này thì được bé Tí ra tới tận shop check cho tôi, và Tí nó cũng đã cắt ra khỏi runner sẵn, soạn sẵn ra bịch từng cái bộ phận như thế này để hỗ trợ cho tôi làm video nhanh hơn dịp cuối năm. Cảm ơn bé Tí nhiều nha. Việc còn lại của tôi là ngồi xử lý ghẻ và ráp thôi, đỡ phải đi tìm bác. Cũng như là các chi tiết kim loại sẽ được đặt ở bên trong một cái khay nhựa như thế này. Tôi sẽ show qua một lượt cho bạn xem.
chủ yếu nó sẽ được phân bố ở một số chỗ trọng điểm như là phần tay, chân và ngực. Còn bắt bắt thì sẽ không có kim loại các bạn nhé. Nếu các bạn cảm thấy là mình may mắn, gacha thành công vượt qua cái cửa ải đầu tiên đó là in lỗi và nhằm bắt kim loại, thì đến cái cửa ải tiếp theo, nó sẽ là quá trình lắp ráp. Nhựa mẫu này nếu là bảo không giòn á, thì tôi sẽ cắt đi phần râu của ông râu trắng. Chắc là không giòn đâu. Có giòn không? Không giòn. Không giòn. Không giòn đâu. Nhựa còn thô, các chi tiết thì nông và không được sắc sảo như là các hãng Trung Quốc ngày nay như là Moto Nuclear, Inreira hay là ZZA Model. Nhựa thừa thì nhiều, cạo ghẻ thì thôi rồi. Nếu mà so sánh công bằng á thì nó chỉ ngang hàng Daban 2018-2019 với các mẫu MG hắc lõ cũ thôi. Snapfit á thì kém, các chi tiết của nó quá nông và quá dày khiến cho cái phần ghép lại với nhau, chỗ thì vào, chỗ thì không, ráp tới đâu thì fix tới đó. Nên là dù được soạn sẵn ra rồi nhưng mà tôi cũng có một cái quá trình ráp không mấy vui vẻ. Và các lỗi vặt thì được phân bố đều chứ không phải là một vài chỗ đâu. Mà dính luôn rồi. Trời ơi. Phần chi tiết nhựa với kim loại thì hên xui, chỗ nó vào, chỗ thì không. Do cái tính chất nhựa của nó không được tốt nên cứ bạn cứ lỡ gá vào rồi mà nó bị chặt, tháo ra thì nó sẽ bị trắng nhựa như thế này. Mà cái chỗ tôi đang quay là cái phần khớp co tay các bạn nhé. Nên lời khuyên cho các bạn ráp á, thì thấy cái chỗ nào nó hơi cứng, mấy bạn gá vô mấy bạn thấy nó hơi cứng á, thì bạn tháo ra, mài bớt, thà á, là nó lỏng mình còn dễ sửa, chứ cứng rồi gãy á, thì nó khó sửa lắm các bạn. Một cái lưu ý nữa mà tôi sẽ nhắc các bạn đó là cái phần khớp nối hán đó, cái khớp chữ L á, nó là chi tiết Y7 kẹp vào giữa hai chi tiết kim loại đó là Q17 và 18. Chỗ này tôi nhấn mạnh nha, chỗ này các bạn đừng mài. Và như một cái lời của anh Hòa đã nói đây, cho video nó đầy đủ tức là gì nhỉ? Ở cái pad pad chân nối liền với lại pad háng. Đâu nhỉ, chỉ cầm có cái khớp đấy, cầm chỉ lên cho Long đi, anh nói kém lắm. Đây này, Long hiểu này. Ví dụ như này đúng không? Đây này, cái chốt chân của nó ấy, thì lau cái phần mỡ ở trong này đi, rồi bắt đầu mới lắp cái cục khớp vào, lắp cái cục khớp nhựa vào, lau cả hai bên kim loại luôn, rồi bắt đầu mới gấp lắp cái chốt nhựa vào là được. Trong cái bát kim loại á thì nó sẽ có một cái lớp mỡ mỏng ở trong đó, các bạn cứ lau rồi nhét cái bát Y7 vào, sau đó cố gắng bóp cho hai cái phần chốt Q17 và 18 vào nó sát vào nhau luôn. Do mẫu này á, cái khớp của nó là nhựa bom chứ không phải là PC dẻo, nên các bạn cứ bóp vào là được. Nhớ nha, đừng có mài cái chi tiết này nha. Tóm lại, lắp tới đâu thì sửa tới đó. Chỗ nào cứng thì mài, và chỗ nào lỏng thì các bạn bôi keo vào và chà nhám. Chứ để tôi nêu ra hết mấy cái lỗi vặt của con này á, thì video nó chắc chắn nó phải hơn 1 tiếng các bạn. Con này lắp chán phải à. Tiếp theo là về thiết kế và màu sắc. Sản phẩm thuần luôn chỉ có màu trắng và trắng xám là chính cho toàn bộ cơ thể. Đáng xen vào là màu vàng gold cho nó có điểm nhấn hơn ở những chỗ như là vai nè, gối, ngực, hai anten và trên sừng. Nhìn cho nó đỡ đơn sắc hơn. Bản màu này thì nó được phối theo resin Amazing Exia và White. Bản resin màu trắng nhưng bị ăn chặn bớt màu khi họ lược bỏ cái màu xanh dương ở bắc bắc và màu xanh lá ở trên đỉnh tờ rim. Đơn giản cho một con mô hình cao hơn 20cm nhưng vỏn vẹn chỉ có 6 màu thôi, bao gồm là màu trắng và trắng xám cho phần giáp chính, màu xám đen cho phần xương và vũ khí, màu bạc xả kim cho phần bắt bắt, màu xanh lục cho phần clear và gold cho màu vàng viền, rất là tối giản luôn. Ngoài ra thì các bạn cũng được cho thêm một miếng sticker như thế này, khá là sáng, và một phần đề can nước nếu các bạn muốn tăng thêm độ chi tiết cho nó nhé. Tôi thì không dán tại cái đề can cho kèm nó khá là tệ. Mấy bạn nhìn đi, cái chữ mà ghi trên cái miếng đề can đó, nó còn không rõ là chữ. Nhiều chỗ nhỏ quá thì họ cũng được bớt và toàn là ghi tiếng người hoàng tinh thôi, như kiểu cho có đó, là thôi khỏi cũng được, con này dù sao cũng để sơn mà. Còn về thiết kế tạo dáng, như lúc nãy tôi đã đề cập thì mẫu này được làm theo ý tưởng thiết kế của Resin Amazing Asia, nên nhìn nó sẽ rất là gai góc và hầm hố. Các chi tiết được vuốt nhọn đáng kể từ đầu cho đến phần mũi bàn chân, tạo ra một cảm giác mới mẻ và kích thích sự tò mò hơn. Còn việc nó đẹp hơn bản gốc hay không thì tùy vào gu thẩm mỹ mỗi người, nên là tôi sẽ không nhắc về mẫu nào đẹp hơn, mẫu nào xấu hơn nhé. Tôi biết nói tới đây sẽ có một vài bạn nói là nó quá nhọn, chê, nhìn nó chả ra con Gundam. Thì vâng, nói thẳng ra nó đúng kiểu là một sản phẩm bootleg của một hãng thứ ba mà. Mua vì nó là kit, mua vì cái thiết kế lạ lạ của nó thì sẽ dễ chấp nhận hơn so với việc các bạn mua và xem nó như một con Gundam.
Cùng với đó là sự thật con này nó cũng copy không tới. Điển hình dễ thấy nhất nè, cái phần ngực của nó sẽ không có cái bát được thay thế vuốt nhọn như là bản của Resin. Sừng á thì nó sẽ được cho hai cái, một cái á thì bốn chốt nhọn, còn một cái á thì hai cái lại chĩa về sau. Nó không giống thiết kế của bản Resin. Phần giáp đùi thì được chẻ làm đôi chứ không phải là một chi tiết thẳng tưng. Phần vai thì cũng có thiết kế khác đi một xíu so với bản gốc Resin. Ngoài ra bạn cũng được cho thêm một cái kính như này đeo cho nó có mùi Mezin hơn và nhìn cũng khá là sang chấn tâm lý. À cái này do tôi thu âm thiếu nhưng tôi đang đau họng quá không đọc được. Mặt cười. Nên như tôi đã đề cập á, tôi sẽ đánh giá nó như một sản phẩm độc lập của hãng và so sánh sự khác biệt của nó với các bản gốc khác nha. Ok, tiếp theo là biên độ cử động và các tính lăng của hãng cho kèm. Phần đầu được nối xuống cổ qua một chút clear như thế này, nên mẫu có thể ngước lên và ngẩng xuống khá là ổn. Đầu xoay được 360 độ. Và mẫu này thì không có được nối cổ gà qua hai chút bi, nên nghiêng qua, nghiêng lại khá là hạn chế. Và đến giờ phút này, nhiều bạn vẫn nghĩ con này là ếch tàu, xài khung xương y hệt MGXA, thì tôi xin phép tuyên bố các bạn còn hon lắm. Hon ơi, các bạn cứ tiếp tục xem đi nhé, rồi tôi sẽ chỉ ra cho. Xin mời các ông đang xem công chiếu ngay bên góc phải đoán tiếp trước rồi nha. Phần vai được nối qua ba khớp bên trong, khớp đôi ở phần vai phụ có thể kéo dài ra để hỗ trợ cho phần gập tay vào người, và khớp vai chính giúp hỗ trợ cho việc đưa tay lên và gập xuống. Cái nhựa để thay thế cho các PC như mẫu MG cũ của mẫu này, theo như bé tí nó nói á, thì nó được gọi là nhựa BOM hay là POM á. Đại khái là cái nhựa này nó sẽ cứng hơn PC, nhưng nó không cứng như là nhựa trên giáp đâu các bạn nhé, nên hạn chế được cái việc để lâu dài nó bị lỏng như là PC nhựa dẻo. Bù lại thì nó khá là giòn và có khả năng gãy cao hơn. Phần cầu vai thì được gắn chặt với cánh tay qua một cái gờ nhỏ ngay ở đây. Đó, các bạn thấy không? Gá nó vào cánh tay là nó sẽ dính chặt luôn nên không thể di chuyển độc lập được. Chốt nối ở giáp vai thì được nối thẳng vào xương qua hai chút trụ nên có thể đưa lên tối đa được tầm này. Tổng kết hết phần vai thì đây là toàn bộ cú đưa lên khi chưa mở thêm khớp mở rộng, khá là ít, được hơn khoảng 90 độ thôi. Và có thể đưa lên rất cao khi đã kéo thêm phần khớp mở rộng bên trong. Cái này thì tốt nè. Điểm mình không thích là cái đỉnh vai của nó. Nó là hai chi tiết được kẹp lại và cái độ snap fit của nó rất kém, nên là nó đã bị hẻ rất nhiều. Tới nỗi hãng này đã làm thêm một cái phần khe lõm xuống. Nếu như mà mấy ông để ý cái thiết kế này á, thì nó sẽ giống cái kiểu mà Inera hay làm. Đó là họ biết cái độ snap fit họ kém, nên là hãng đã làm thêm một cái rãnh hõm xuống. Khi kẹp lại thì mình sẽ đỡ thấy được cái việc hẻ. Và hãng Iron Toy này cũng làm y vậy, nhưng mà thực sự nó cũng không khá hơn là bao. Nó hẻ rõ quá mà. Hơn nữa ở đây sẽ là ba cục ghẻ tụ lại. Một cái chi tiết vàng khi cắt ra nó sẽ bị một đốm trắng ở đây, và hai cục ghẻ còn lại sẽ nằm trên khe chữ L. Một trong những loại ghẻ gây khó chịu nhất. Nếu mấy bạn nhớ cái mẫu Blue Flame tôi đã review á, ở phần đỉnh vai thì cái chỗ này nó sẽ cho các bạn thêm một cái chi tiết ốp lại, che đi cái lường seam line rất là hay. Còn đối với mẫu này thì nó lại không có. Và ghẻ thì lộ, snap fit thì hẻ, rất là cẩu thả. Để sau này tôi sơn lại á thì tôi sẽ xóa seam line chỗ này luôn. Cánh tay được nối bằng hai khúc giống của Exa nên chỗ này có thể xoay được 360 độ linh hoạt. Phần co tay được nối qua một khúc đôi nên có thể gập lên rất cao, ốp sát vào cơ thể. Điểm mình không thích thì chắc là cái khớp kim loại của nó, nhiều chỗ vẫn bị hẻ như thế này do cái chốt của nó quá dày. Mặt trước á thì của hai bên ghép lại đều rất là dễ, nhưng mặt sau của nó là đúng kiểu nó xấu òm luôn á. Nó hẻ y như là những cái khe sáng len lỏi khi đoàn tàu đêm chạy qua ở phố huyện nghèo trong bài Hai đứa trẻ vậy á. Hẻ thấy mặt gớm luôn á. Chỗ này á thì tôi không có fix lại, vì tôi sợ sau này nếu như mà tôi sơn á thì cái chỗ này khi mà tôi cố tôi cậy á thì nó sẽ bị trầy tróc ra. Nên là thôi, cứ để nó hẻ hẻ như này trước đã. Cỡ gạt lại một xíu thì cái chỗ này sẽ có thêm một cái chi tiết mới. Đó là khi co thì cái phần giáp tay chỗ này sẽ trượt theo. Đó, nó trượt như này nè các bạn, trượt lên và trượt xuống, di chuyển đồng nhất với cánh tay, cũng khá là hay ho. Phần chốt được nối với bàn tay của mẫu này đã được sửa đổi lại. Nó không phải là chốt bi tròn, nối BC như là MGXA, mà nó sẽ làm theo kiểu tay giống của 001 ta, khi thay lại bằng chốt trụ và có thêm một chốt tròn kẹp lại ở bên trong, giúp nó có thể gập lên, gập xuống, tạo được nhiều tư thế cầm kiếm đẹp hơn. Bàn tay của nó cũng là một chi tiết ngón cái di chuyển với 4 ngón tỉnh thay thế. Mẫu này thì các bạn chỉ có 3 kiểu thay cho nó thôi. Đó là bàn tay nắm, bàn tay cầm vũ khí và bàn tay để xòe. Đó, xòe như Z1000 nha các bạn. Xòe,
xong. Phần chốt eo mới là cái buồn cười nè. Thì cái mẫu này á, sẽ được thiết kế là hai chốt eo để nghiêng người. Một cái á, thì ở ngực, có thể nghiêng qua, nghiêng lại được như thế này. Khá là giống của MG Asia đúng không? Nhưng mà không phải đâu. Mấy ông bắt đầu đoán được chưa nhờ? Cái phần thứ hai á, là phần bụng. Đáng lý á, nó có thể nghiêng được rất tốt. Và cái khớp bụng của nó cho phép nó làm điều đó. Như là video mà tôi đang dẫn chứng á. Vấn đề là cái giáp che bụng á, thì nó lại hơi dài so với cái biên độ. Khi gắn vào thì nó giống như là một cái khóa, bóp chặt cái bụng lại và phong ấn cái chốt này luôn. Nếu như mà các bạn cố nghiêng qua hai bên á, thì cái phần giáp này nó sẽ bung ra do nó bị cấn. Ban đầu á, tôi cũng nghĩ nó là tính lăng của hãng. Khi co thì phần giáp nó sẽ tách ra các kiểu đúng không? Nhưng cho tới khi là tôi nghiêng xong, nhìn lại cái phần giáp thì nó lại không tự động trở về vị trí cũ nữa. Là hiểu. Hàng Bullet á, thì gọi là lỗi chứ ở đó mà tính với chả năng. Nó hiểu còn gọi tính năng nữa thì chịu. Phần bụng được nối với hông qua một chút trụ to, chứ không phải là chốt bi tròn như là BC của MG Axia, nên cũng tạo được cái phần chắc chắn hơn. Và họ còn tạo thêm một cái khớp nhỏ giúp nó có thể nghiêng người về phía trước một chút, tạo được nhiều tư thế tự nhiên hơn. Đây, tới lúc này là mấy ông bắt đầu đoán được rồi đúng không? Thay vì họ nói hai cục là G27 và 28 và cục G25 giống của MG Axia để tạo thành phần chốt giúp nó co người như là trên ảnh, thì đây là câu trả lời thỏa đáng. Antoys bắt chước y hệt cái khung xương thân của MG Dynamax. Khi tạo thêm phần cột sống ở phía dưới, tôi sẽ để ảnh ở đây giữa MG Dynamax và mẫu ếch tàu này cho các bạn dễ hình dung nha. Nếu các bạn chưa biết hoặc là quên, thì MG Dynamax được sản xuất vào năm 2019, cách MG Axia đến 10 năm. Và nó cũng được xem là một sản phẩm có frame mới của MG Gundam 00. Vậy nên cái khung xương của nó sẽ tốt hơn MG Axia khá là nhiều. Và cái đám Antoys này họ biết cái điều đó. Không chỉ có phần bụng, khi ráp càng nhiều các bạn sẽ càng nhận ra cái mẫu ếch tàu này đa số nó lấy khung xương của MG Dynamax rất nhiều. Từ ngực, bụng cho tới chân và mắt cá chân đều giống của MG Dynamax. Chỉ giữ lại thiết kế của hai cánh tay nữa là MG Axia thôi. Vậy nên tổng thể nó là khung xương của Dynamax là chính, chứ không phải dựa trên MG Axia mà cải tiến lại đâu. Bảo con này là Hàn Bullet thì cũng không có gì là oan cả, tại toàn thiết kế khung xương của Dynamax cả thôi. Mà Dynamax thì do ai sản xuất? Do Bandai sản xuất và thiết kế. Bất ngờ liền. Một chỗ mà tôi khá là bực bội ở đây đó là phần buồng lái này. Nó được nối vuông góc với nhau qua một chốt chữ C kẹp lại với phần giáp buồng lái. Khi gắn vào thì các bạn có thể nghe thấy âm thanh nó kêu một tiếng cụp như thế này. Nghe có vẻ rất là chắc chắn đúng không? Nhưng mà đến khi tôi gặp lại thì nó sẽ bị lỏng và rơi ra. Rơi liên tục trong quá trình quay video luôn nên rất là bực. Thế nên tôi đã kiểm tra lại trên manual rằng tôi có lắp ngược cái cục M1 này hay không. Thì rõ là vẫn không ngược. Tôi đi hỏi nhiều người là người ta cũng không có bị lỏng chỗ này. Nên là thôi, chắc là tôi được chọn tiếp rồi mấy bạn. Còn đây là phần chốt hông. Mẹ nó, cái nhựa nó xấu vãi. Phần váy trước được nối qua một thanh chốt có đầu chữ C và chốt bi tròn như thế này. Bi tròn thì gắn vào hông, có thể đưa lên cao được như thế này, cũng như là giúp nó toẹt ra hai bên khá là tốt, không bị vướng chân khi đưa lên. Và phần khớp chữ C thì kẹp vào váy ngắn, hỗ trợ cho việc tạo dáng bẻ tới bẻ lui dễ dàng hơn. Váy sau của nó rất to, được nối qua một chốt bi thẳng vào đít nên có thể di chuyển linh hoạt mà không bị lỏng. Thiết kế phần xương đệm ở trong cũng được làm khá chuẩn so với bản resin, khi nó vẫn có những khung sườn bọc quanh xương đệm, nhìn khá là hay. Và phần váy sau này thì nó không giống của MG Axia, mà nó dùng theo bộ GN Thruster, chính là cái backdit của con GNX đó mấy bạn. Nên nhiều bạn vẫn chê cái thiết kế của cái váy sau này nó khá là cồng kềnh quá. Thì tùy gu mỗi người thôi, còn đối với tôi thì tôi thấy nó khá là ổn so với cái sự đồ sộ tổng thể trên resin thiết kế. Tạo cảm giác như là một cái bộ váy dài hay là áo tà, nhìn nó sẽ đỡ trống rỗng hơn so với thiết kế gốc của Amazing Asia. Và cái thruster này cũng có thể được mở và gập vào. Khi gập á, thì phần lõi nó sẽ trượt ra như thế này, kiểu như là giải phóng thêm hạt GN bay bay á. Đó, nhìn khá là hay. Còn đây là về phần khớp háng. Như lúc nãy tôi đã nói á, thì con này làm theo khung xương của MG Dynamax, và khớp háng thì nó cũng vậy. Ban đầu tôi tính tháo ra cho các bạn xem rõ hơn, mà sao thấy nó cứ cứng cứng á, nên là thôi nha, bật flash lên quay cũng được. Thiết kế có thêm khớp mở rộng, nhưng mà mở rộng đơn chứ không phải là mở rộng đôi.
Khi bạn mở một bên chân thì bên chân còn lại cũng sẽ trượt xuống theo. Và chỗ này là nguyên một cục kim loại luôn. Nên các bạn cứ thoải mái mà vọc vạch tạo dáng. Còn khi nào nó gãy thì tôi không biết. Và ok thì đây là toàn bộ cú đưa chân lên khi chưa mở khớp mở rộng. Khá là tốt, được khoảng 90 độ. Vấn đề của nó là do cái phần giáp bắp đùi của nó quá to, khiến cho nó bị cấn vào váy. Nên các bạn có thể ăn gian bằng cách xoay chân của nó qua một chút để đưa lên cao hơn. Đó, xém được hẳn 180 độ như thế này. Cũng như là đứng bằng một chân, do có độ nặng của kim loại bên trong thì vẫn ổn. Phần khớp chữ L có thiết kế bo tròn xung quanh, giúp bắp chân xoay được 360 độ không góc chết. Và đây là tối đa của cú xoạc chân, như là con của tôi nè, đâu có rụng đâu, đúng không? Đây tôi lắc cho các bạn coi luôn. Và phần co chân thì dù là thay frame của Dynamite nhưng về cấu tạo bên trong cũng không khác biệt lắm. Các bạn sẽ có 3 chốt di chuyển co và chúng ta cùng nhau quan sát nào. Đầu tiên là phần khớp đùi nối khớp gốc co gặp được tối đa như thế này. Tiếp theo là khớp thứ hai kéo phần chân co thêm một chút nữa. Cái này thì khá là cơ bản đúng không? Thứ ba là khi co chân thì phần giáp gối sẽ trượt lên và tách thành hai phần. Đấy, cái này là sự khác biệt so với lại MG Asia gốc nè. Một phần giáp lớn ở trên và một phần mỏ chim ở phía dưới được giữ lại như thế này. Đồng thời thì cái phần giáp má đùi cũng sẽ lăn theo vòng tròn và trượt xuống bên dưới, cũng gọi là hộp cơm nhà mẹ Lý. Tối đa của phần co chân thì được tầm bao nhiêu đây? Rất là tốt. Và thật ra cái thiết kế này đã tồn tại từ 10 năm trước rồi mấy ông. Chỉ đơn giản là nó được tái hiện ở giáp resin gai gốc. Và tôi cũng đoán được nên là không có bất ngờ, không có gì surprise được. Đấy, tác hại của việc chơi ếch nhiều quá mấy bạn, riết là không có gì bất ngờ nữa hết. Trừ khi nào mà Bandai nó ra MG EX XCA thôi thì tôi còn bất ngờ. Cuối cùng là phần mắt cá chân. Tụi này rất là khôn. Tụi nó sử dụng khung xương của MG Dynamite và nó tốt hơn khung xương của XCA. Nên phần mắt cá là sự kết hợp giữa hai miếng kim loại kẹp vào cái chốt nhựa bơm. Lớp ngoài thì được chụp bởi phần giáp sâu theo chiều ngang nên cực kỳ chắc chắn. Không phải lo nghĩ gì về cái phần mắt cá chân lõ của khung xương XCA nữa. Các chốt nối với bàn chân cũng là kim loại, giúp nó có thể nghiêng qua, nghiêng lại rất là chắc chắn luôn. Và tối đa thì bàn chân có thể nghiêng được tầm bao nhiêu đây? Giáp mắt cá thì có thể đưa lên, đưa xuống, tùy vào cách bạn giữ chân. Có điều là nó được ghép lại bởi 5 cái chi tiết. Và đúng kiểu là nó kẹp lại bởi cái chi tiết phía sau. Nên phần co nhiều khi nó sẽ bị bung ra như thế này. Nó được kẹp lại bởi 5 cái chi tiết chứ không phải là nó nguyên một khối giống của MG nên là bị bung như vậy nè các bạn. Giáp mũi bàn chân có thể đưa lên và đưa xuống, cũng như là nó sẽ có phần giáp điểm bên trong rất là đầy đặn. Tối đa cú duỗi chân á thì được tầm bao nhiêu đây? Và mũi bàn chân thì có thể đưa lên, đưa xuống được một tẹo như thế này. Và đó là xong phần body. Tổng quan thì cả body về khớp khiết tôi không có gì muốn phàn nàn nhiều. Toàn bê từ Gundam MG Bandai qua mà hỏi sao. Và cả về độ chắc chắn của nó khi cầm body cũng rất là ổn. Đầm tay, có kim loại. Mấy cái loại snap fit như nãy giờ tôi đã đề cập á, thì nó cũng đã đủ nhiều rồi. Ráp tới đâu á, thì sửa tới đó, rất là mất thời gian. Đánh giá chung của phần body á, thì nó không có gì mới mẻ các bạn, thực sự là vậy á. Tiếp theo cùng tôi qua đến phần phụ kiện nha. Và đây là toàn bộ phần phụ kiện đi kèm. Bao gồm một backpack, 4 thanh kiếm cho kèm, Zen Sword và Zen Shield. Tính ra thì nó vẫn còn ít chán á, đỡ cực cho tôi, nói nhiều mệt thế mẹ. Và để không phụ lòng người xem thì tôi đã mang đến cho các bạn hôm nay một nhân vật cực kỳ sặc tiền. Xin giới thiệu MG B Bandai 100/100 Amazing Axia. Đấy rồi, thiết kế gốc tới rồi mấy ông ơi. Thì đây là mẫu MG 100/100 Amazing Axia Gundam, được sản xuất vào năm 2015 sau series Gundam Buildfighter. Mẫu mô bay suit chuẩn mà Meijin Đệ Tam đã chuẩn bị kỹ càng để đối đầu với cặp đôi Yuri Reiji. Kịch bản ấy đẹp, tiếc là nó không xảy ra. Khi kết thúc trận chiến đắng cay giữa Star Beastray và Axia Dark Matter. Như đã đề cập thì tôi sẽ không nói gì thêm về khớp. Vì mẫu Amazing này thì hoàn toàn dựa trên khung xương của MG Axia. Mà MG Axia thì các bạn xem kênh tôi đều biết rồi đó. Nó tốt lắm mấy bạn, tốt cho một kép. Thật sự thì tôi có thể hoàn toàn sống một cách vong ơn nếu tôi bảo mẫu này là do tôi mua. Nhưng mà sống thế thì có thể bị nghiệp quật và đẻ con không có lỗ. Nên thật lòng tôi cảm ơn bạn Thành Trung đã sẵn sàng tặng cho tôi mẫu MG 1/100 Amazing Asia này để phục vụ cho video rất là nhiều. Là tặng luôn chứ không phải là cho mượn thôi nha các bạn. Cảm ơn em Trung nhiều nha. Đỡ quá, đỡ tốn tiền mua review so sánh.
Sẵn thiện thì MGXCA ít kỳ chịu vẫn đang có mặt ở trên các sàn với giá restock cực kỳ đã. Các bạn thích thì các bạn có thể mua ở thời điểm này cho giá nó rẻ nha. Cái thời điểm cao điểm nhất tôi nhớ là một con Amazing ít kỳ diệu Bandai á, nó lên tới tận 3 triệu một con. Nên là năm nay mới restock nè, bạn nào mua thì tranh thủ nha. Đầu tiên là Zensor. Nó được thiết kế theo bản MG Amazing Axia, nên nhìn về tổng thể nó sẽ hơi khác một chút so với thiết kế vuông vức của Zensor gốc. Khi phần đầu thì to và phần đuôi thì phút thon về sau, nhìn nó khá giống một con cá đuối. Cá đuối thôi nha, chứ không phải con cá đuối màu hồng thôi nha. Cả mặt trước và sau đều được phủ đều chi tiết. Và điểm mình khá thích đó là phần xương đệm bên trong của cái khiên nhỏ này được phủ đều hết. Nhìn nó sẽ đẹp hơn so với bản của resin, vì resin bên trong là nguyên một mặt liền luôn, không có chi tiết gì cả. Phần lưỡi kiếm thì cũng được thay đổi và nó không có cho kèm lưỡi kiếm Repair 2 giống của Amazing Axia, cho nó hợp với concept tổng thể resin hơn. Nhìn cũng khá là đẹp. Cách dùng thì vẫn như cũ, nối phần khiên nhỏ này vào phần súng qua một chốt trụ. Phần chốt này thì có thể trượt qua và gập vào nhờ vào hai chốt trụ bên trong như thế này. Sử dụng bát kết nối đã được cho kèm, gắn nó vào khiên nhỏ qua một chốt trụ. Sau đó, gắn nó vào tay của ớt tàu là xong. Món này thì có thể sử dụng như một khẩu súng ngắn để đánh tầm xa, hoặc là bạn giữ phần lưỡi kiếm, xoay nó ngược 180 độ gập về phía trước. Hai cái phần lỗ ở phía dưới này sẽ gắn sát vào hai chốt ở trên súng. Gắn vào sử dụng như thế này. Phần kết nối tôi thấy nó cũng được, đủ dùng, cũng như là tạo được nhiều tư thế phọc vẽ với món vũ khí này. Tuy nhiên thì nó có một vài nhược điểm khá rõ khi bắt đầu chơi. Phần này nó sử dụng bằng tay tỉnh, nên hoàn toàn không có chốt nối để gắn vào cái khe hình chữ nhật ở trên cán cầm. Hơn nữa thì một phần thay ra, thay vào nhiều lần thì cái chốt giữ lòng bàn tay này dễ bị trắng. Thay tới thay lui nhiều thì sẽ có khả năng bị gãy. Thứ hai là chốt kết nối của Zensor. Khi gắn vào nó khá là lỏng do snap fit mẫu này còn kém. Khi cố ấn vào thì cái chốt xương bên trong nó sẽ bị tét ra hai bên, nên sẽ không giữ được cái độ chắc chắn của nó. Bạn sẽ được cho thêm một cái effect beam như thế này, có thể gắn vào Zensor, nhưng khổ nổi nó lại không vừa đâu, nói thật. Cái này nhiều người bị rồi, nên tôi sẽ mài hai bên của cái thanh beam một xíu rồi gắn nó thì nó mới vào được. Cái khó chịu cuối cùng đó là nó quá dài, thật sự nó quá dài luôn á. Khi duỗi tay ra để tạo dáng thì nó sẽ bị cấn với phần vai rất là nhiều. Phải chỉnh đi chỉnh lại trong suốt quá trình tạo dáng nên tôi hơi quạo. Phải chi nó có thể làm thiết kế ngắn như là nguyên mẫu của MG Amazing Axia thì nó sẽ đỡ hơn rất là nhiều. Khiến tôi trong quá trình chơi cũng mất dần nhân tính, mất dần thiện cảm khi tạo dáng cùng con này. Món tiếp theo là Zensil, nhưng mà là bản Amazing độn giáp tàu. Thiết kế của nó có hình ngũ giác, khác so với Axia cơ bản. Thiết kế hai chốt cặp trong khiên là chốt bánh răng bên trong, như thế này nè các bạn. Bật ra thì các bạn sẽ có được cái cảm giác bánh răng đang di chuyển, giúp cân chỉnh khi chụp hình được ngay ngắn hơn. Và đuôi khiên cũng có thể kéo ra như thế này, trông cho nó dở hơi hơn xíu. Tương tự với phần so thì phần khiên bạn cũng được cho thêm một cái lưỡi beam, cũng là hình ngũ giác như thế này. Chỗ này nó sẽ có một cái lỗ tròn và trên khiên sẽ có một cái chốt. Nếu chỉ gắn cơ bản thôi thì cái phần cán beam á, nó sẽ hơi dài so với cái giới hạn của phần lỗ. Nên tôi sẽ cắt bớt phần chốt này cho nó ngắn hơn, sau đó gắn nó vào lỗ beam thì nó sẽ đẹp hơn một xíu như thế này nha. Riêng cái phần khiên này á thì nói thật là tôi chê nha. Nó... nói sao nhờ? Nó thật sự không có đẹp. Toàn mấy cái mảng chà bá đắp ráp vào, chứ không có liên quan gì tới mấy móc cơ khí cả. Nhìn nó y hệt mấy cái thiết kế của bọn tàu spam kit như ngày nay á. Tùy vào quan điểm mọi người thôi, chứ tôi thấy nó vừa to, vừa thô, vừa sao va cấp. Vậy là xong phần phụ ký. Tiếp theo là phần bắt bắt. Có thể các bạn xem kênh tôi nhiều thì Zensor, Zensil hay là Zendarker đã là một cái gì đó quen thuộc rồi, nên tôi sẽ nói sơ qua về cái bắt bắt này. Nó gọi là Transam Booster, một bộ tăng sức mạnh gắn phía sau để tạo ra được một dạng hoàn chỉnh của Amazing Axia. Nó tăng tốc độ cũng như là tăng khả năng di chuyển của Mobile Suit, có thể sử dụng tách ra và hoạt động độc lập như một bộ phận hỗ trợ. Ở dạng này, nó có hình dạng tương tự như là một con chim, có thể được sử dụng để trinh sát, tấn công, hỗ trợ. Còn khả năng chiến đấu đầy đủ của nó thì vẫn được chưa biết, vì Amazing Axia vừa được hoàn thiện bởi BBSC thì nó đã bị thu giữ và biến thành Darkmaster rồi. Và sau đó thì kết cục là bị cho ăn hành bởi cặp đôi nhân vật chính. Nên để công tâm Amazing Axia chiến đấu hoàn chỉnh bởi Mezin tỉnh táo thì chúng ta vẫn chưa được xem xét ở trên phim ảnh. Đó là về Gundam. Còn bản tàu thì nó gọi là... cái chữ này đọc sao ta? Propeller hả? Propeller hả? Mấy anh tàu đặt tên buồn cười thật sự. Để tránh bị ăn gậy bản quyền các bạn nha.
Về thiết kế thì cái phần đầu chim đã được làm mới lại, nó bo tròn hơn so với thiết kế tam giác của bản gốc, được nói qua một chút bi nên có thể di chuyển linh hoạt như thế này. Khớp thích hợp nối với phần đầu, đóng vai trò là một chút giữ. Khi gặp phần đầu chim xuống thì hai cái chốt ở bắc sẽ lộ ra và để kết nối với lưng của con ếch, giống với phiên bản gốc. Ba phần chân chim thì được nối qua chốt đôi nên có thể co gập lên xuống linh hoạt. Có điều là snap fit kém nên khi co thì tôi hay bị rơi cái móng này ra ngoài như thế này, hơi bị khó chịu luôn. Bạn nào chơi xác định không sơn thì các bạn có thể keo lại chỗ này luôn nha. Còn đây là phần bắc. Nó có thiết kế là hai bộ đẩy hỗ trợ khi bay của ếch kỳ diệu, cũng như là tạo được điểm nhấn so với thiết kế của các mẫu Asia còn lại. Còn bản thiết kế resin tàu thì được làm tách mảng khá là nhiều. Cảm giác đó là các chi tiết giáp gắn lên một cái bộ xương chính bên trong và cố tình làm hở ra để tăng thêm độ chi tiết bề mặt. Màu sắc của nó thì giống với phần body thôi, chủ đạo là trắng đang xen xám. Tô điểm là cái chi tiết vàng gold trải dài như là ở chốt nói và mũi nhọn ở cánh. Phần màu xả kim thì được làm ở mặt trong, tạo được hiệu ứng ống xả khá là hay, không bị trùng lập với phần xám đen ở trên khung xương. Về khớp thì nó khác với bản resin ở chỗ này. Ở đây sẽ có thêm một phần khớp nhỏ giúp nó có thể gập cái phần mũi này xuống, tạo được nhiều tư thế bay lượn uyển chuyển hơn. Còn đối với bản resin ngay chỗ này, nó chỉ là một khối và cái chốt này chỉ để thể hiện thôi chứ không có co gập được. Phần giáp nhỏ này trên cánh có thể trượt lên để lộ các chi tiết bên trong ra, cũng khá là đẹp ha. Chỉ là cái độ snap fit của nó thì nó không có cho phép cái điều đó. Thiết kế của nó bên hông là một mảng trơn nên khó lòng nào mà các bạn lấy tay và kéo nó lên được. Nên nãy giờ các bạn xem video mấy bạn thấy tôi để móng tay là vậy á. Phần giáp được kết nối qua hai chốt trụ bên trong, nhưng nó không đủ chắc để kéo cái thanh nối này lên. Nếu các bạn muốn kéo nó mượt á thì các bạn nhìn vô cái manual nè, nhìn vô cái bát F6 này nha. Các bạn mài nó lỏng đi một chút ở cái khe giữ thì nó có thể kéo lên mượt mà hơn nha. Tôi chỉ trước rồi đó. Còn đây là hai phần cánh dưới của bắc. Nó tên là Tranam GN Blade, một vũ khí cận chiến của Amazing Axia. Còn đầu tàu này thì họ không có nốt tên nên là tôi cũng không biết gọi nó là cái gì. Khi sử dụng thì bạn xoay cái phần tay cầm này lại như này và có thể cho ít tàu cầm qua việc sử dụng bàn tay tỉnh. Chỉ có một điều là tôi không biết cái lúc mà họ thiết kế cái chỗ này nè họ có thử gắn vào hay chưa. Khi phần mu bàn tay thì nó hơi dày so với cái tay cầm ngang, rất khó để cho vào cầm, thấy nó cứ bị chật chội hay sao ấy. Và thật sự nhìn nó khá giống một cái cánh máy bay hơn là vũ khí đánh nhau cận chiến, đúng không? Nên thường thì tôi sẽ gắn nó vào phần bắc để xem nó như là một phần liền mạch của cái phần cánh luôn, không có tháo nó ra. Để kết nối, bạn nối thẳng cái phần tay cầm này vào hình lỗ chữ nhật dưới phần bụng của cánh như thế này, chỉnh nó lại một xíu cho nó đẹp là được. Cuối cùng là bạn gắn phần cánh vào phần bắc. Bạn nối cái phần cánh trên vào một chốt trụ đã có sẵn ở đây vào phần lỗ ở chốt trên bắc. Sau đó ốp phần cánh dưới vào, làm vậy thì nó sẽ đỡ cấn tay các bạn hơn và gắn sát hơn. Hoặc nếu các bạn không thích thì các bạn cứ vặn nó như thế này vào khe cũng được. Cách này thì nó hơi cồng kềnh xíu. Giờ tôi sẽ kết nối cái phần bắc này vào phần lưng của ếch tàu nha. Đầu tiên bạn xếp gọn ba cái phần chân chim này lại như thế này, cho nó ra cái hình tam giác. Tiếp theo, như lúc nãy tôi đã đề cập, bạn gập phần đầu chim vào trong và khóa chốt lại thả chó, sao cho hai cái thanh nối ở lưng trồi ra như thế này, không bị gập vào nữa là được. Cuối cùng là nối hai phần chốt này vào hai cái lỗ tròn ở trên lưng của ếch tàu. Đấy, mấy bạn gắn vô, mấy bạn để ý rồi cái phần đầu chim nó có bị bung ra không? Bung ra thì nhớ coi kỹ lại, nếu không lát hồi nó rớt á. Đánh giá chung thì cái phần bắc đến lúc này và các khớp thiết kế của nó đều làm rất là ổn và chắc chắn, không có cái gì mà bị lỏng quá nhiều. Và do phần body sử dụng kim loại nên có thể vác nổi hai phần cánh rất là tốt, không bị vên hay đổ về phía sau thì nó cũng được coi là một cái ưu điểm đi. Nhưng cho tới khi tôi gắn 4 cái cây kiếm với mấy cục 500 của nó lên thì nó lại là chuyện khác. Và đây là 4 thanh kiếm được cho đi kèm. Theo như tôi tìm hiểu, cái tên mà hãng Resin đặt cho nó tên là Excalibur Galatin. Tên chuẩn mà hãng Resin UGL Land đã đặt á, nghe rất là strong và quý tộc hiệp sĩ. Thiết kế của nó được dựa theo thanh GN Blonde Blade của Gundam Axia để làm lõi và thay phần lưỡi kiếm cho nó dài hơn, nhọn hơn và gai góc hơn. Màu sắc thì có phần vàng đều cho toàn bộ lưỡi, nhìn nó rất là sang luôn. Đồng thời thì phần cán kiếm được thiết kế tay cầm phủ bảo vệ, cầm tay khi giao tranh. Quá là đẹp. Nó có thể sử dụng một thanh kiếm đơn thuần hoặc là kết nối hai thanh lại với nhau. Đầu tiên, bạn mở cái chốt cán ngay tay cầm ra như thế này, rút hẳn nó ra ở đây thì nó sẽ để lại một cái lỗ hình chữ nhật nhỏ. Đối với phần kết nối này thì nó hơi dày nha, dày so với phần lỗ. Tôi cũng đã thử gá vào rồi, nhưng do cái thanh trụ nối nó hơi dày
nên tôi sẽ mài đi một chút. Gắn nó vào, đấy, nó lại vừa ngay. Hơi bị đẹp luôn đúng không? Để cái tư thế này, nó làm tôi nhớ tới lại một câu nói quen thuộc của một nhân vật khoai tím đã búng tay xó nửa vũ trụ. Nè, mày thấy gì không con gái? Nhớ nha, nó gọi là sự cân bằng hoàn hảo nha. Khác với MGX kỳ diệu thì ít tàu không có 4 cái chi tiết chè ra như là bản gốc, mà nó sẽ gắn 4 thanh kiếm này vào cùng một vị trí ở trên bắc bắc. Phía sau lưng của kiếm á, nó sẽ có một cái lỗ hình vuông như thế này. Việc bạn cần làm là gắn nó vào phần bà go trên bắc bắc mà bạn đã thấy từ đầu video đến giờ. Cuối cùng là bạn được cho một cái chi tiết miếng ốp như thế này. Nó có một tác dụng rất là quan trọng, đó là làm màu. Bên trong của nó sẽ có cục nam châm và phần chốt màu vàng cũng thế. Xem qua thì cũng khá là hay đúng không? Nhưng cái nam châm của nó đúng kiểu là làm cho có luôn á các bạn. Nó thật sự rất là yếu, yếu như Tuấn vậy á. Trong suốt quá trình chơi đụng chạm là nó auto sẽ rơi và cực kỳ bực mình luôn. Cũng như là hoàn toàn nó không có chốt để kết nối, 100% phải dựa vào nam châm nên rất khó chịu khi tạo dáng. Cái này thì tôi chê nha. Kể cả cái việc con này có cho kèm led ở trên manual á, nó có hướng dẫn là để cục nam châm vào bên hông của con ít tàu để nó kích hoạt led đúng không? Và cho đến khi nó sáng thì cái phần led ở ngực á, nó sáng rất là ok. Nhưng mà phần cổ á, thì nó lại bị tràn led ra ngoài và nó không có được thẩm mỹ. Độ sáng của led cũng rất là yếu đuối đối với phần đầu. Để ánh sáng gần như là không thấy, phải tắt bớt đèn xung quanh thì may ra vẫn còn lấp ló được một tí. Còn cái việc thay pin thì thôi, không có một cái khe nào để mà thọt cái ngón tay vào lục cùng GN Drive ra luôn á. Ngồi cãi cãi cả buổi thì may ra hơi bị nản luôn. Đồng ý là led 500 cũng hay, mà nó làm không tới, cảm giác thì ngồi cậy cả buổi nó hơi hụt hẫng. Và để gọi là siêu phẩm thì tôi không chắc đâu. Để tôi lắc cho các bạn xem. Stop it. Get some help. Cái phần đầu tiên dễ rơi nhất là hai cái cục bịt ở trên má đùi á, như kiểu là nó gá vào thôi chứ nó không có chống xử gì cả. Tiếp theo á là mấy cục nam châm, nghe tiếng nó rơi như kiểu tiếng mưa rơi cực chiêu luôn á. Phần bắc bắc nói với lưng thì rất dễ bung càng ra như thế này. Cái chốt của bắc bắc chính với lưng rất là chặt, nhưng mà cái mặt lưng á, cái chốt giữ cái mặt lưng á thì nó lại không được dính cái cục sống tốt cho lắm, khá là khoai. Gọi là chắc chắn thật sự thì chỉ có cái body này là đủ độ chắc chắn để đánh giá thôi. Nếu bạn bảo con này siêu phẩm với cái giá 800 ngàn mẫu này á, thì để tôi đem con Thunderbolt ra tôi lắc cho các bạn xem. Bảy trăm rưỡi. Mày chả là cái chó gì so với Inera cả. Ê nhá, sao để chơi á. Cái gì cũng vậy, suy nghĩ khách quan lên. Hàng tôi cầm trên tay, bỏ tiền ra làm, nên mọi người sẽ có cái cảm nhận riêng. Và đối tôi thì cái mẫu này nó không hề vui một cái tẹo nào, rất là ức chế khi tạo dáng. Cuối cùng là mẫu sẽ có thêm cái bay đi kèm như thế này. Bay khá là đẹp và các chi tiết cũng được sơn nổi, rờ rất là đã luôn. Nó thì không có phần chốt kéo cao để tạo dáng, mà là chỉ có một cái thanh trống như này thôi. Phần chui nói là khớp trượt, trượt nó vào như thế này, sau đó nói với thanh trống qua một khớp chữ C, bấm nó lại là xong. Còn nói với phần body, mình thấy trên manual nó hướng dẫn là nói cái phần chốt này thì... Cái phần háng của nó khá là kích, cố gắng cũng chả vào, chốt nói thì lại quá chặt. Nên tháo cái chỗ này ra thì các bạn nhớ chú ý nha. Tháo nhẹ nhẹ thôi, lắc qua lắc lại thấy nó hở hở ra rồi đã tháo. Nhiều bạn bị gãy cái chốt nói này lắm rồi đó. Thấy cái phần chốt nói hông lại thì bằng tháo cái phần giá phấy sau như thế này, trượt cái phần chốt nói vào rồi gắn lên bay. Chốt này thì giữ được chắc hơn, nhưng bù lại thì nó mỏng hơn so với khớp chữ U. Bạn còn được cho thêm 4 cái thanh chống Excalibur như thế này, nói vào sau lưng kiếm
và gắn tất cả lên bay để tạo thành cái hiệu ứng gồng rồi bung kiếm lên đồ đó. Vậy là xong phần review. Có thể các bạn sẽ cảm thấy là video này tôi nói khá là nhanh và xúc tích hơn những cái video trước. Một là tôi đã có một cái quá trình ráp và trải nghiệm với mẫu này không vui vẻ gì. Ráp tới đâu á thì fix tới đó. Lỗi nó thì nhiều tới mức mà tôi không thể đem lên video hết. Vì nếu làm vậy thì cái video nó lại quá dài, gây chán rất là nhiều. Lời khuyên cho các bạn á là nó không phải là một sản phẩm dành cho newbie, người chơi mới. Đòi hỏi một cái vốn kiến thức nhất định để xử lý đỡ đau tay hơn. Thứ hai, tôi làm mẫu này là vì sẽ còn một cái video mà tôi sơn nó lại toàn bộ mẫu về dạng ít kỳ diệu. Và đã có bạn tài trợ được bộ giáp để thay thế về resin gốc rồi, nên tôi sẽ làm. Thỏa mãn cái đam mê ngày xưa mình thiếu thốn không làm được các bạn nha. Vậy Star Destroyer ếch tàu có đáng chơi hay không? Trước mắt tôi sẽ cho nó điểm 6 trên 10. Snap fit thì tệ, nhựa thì cùi so với mặt bằng chung các mẫu kit ngày nay. Bề mặt khung xương thì xấu, khả năng giấu kẻ undergay rất là kém. Vớt vát lại thì nó có chi tiết kim loại nên cầm trên tay rất là đã. Cũng như là họ biết lựa cái frame nào mới để mà sử dụng cho mẫu này. Tái hiện được khoảng 70% so với chi tiết thể hiện trên hàng resin. Và nó sẽ là một lựa chọn khôn ngoan nếu bạn muốn chơi thiết kế của resin với giá rẻ và đỡ tốn được cái phần công xử lý resin độc hại. Đấy, đồ tàu thì cũng có đồ dis, đồ dat, không phải cái gì cũng tốt. Là một người chơi trải nghiệm, cứ hỏi cái đồ tàu ra cái gì bây giờ, mấy bạn còn gắn mấy từ như siêu phẩm nè, cực phẩm các kiểu. Sai, mẹ riết rồi, tôi làm video tôi không có tên ông nào hết á, toàn tự mua về tự ráp rồi rõ à. Nhắc lại là video này chỉ mang tính chất cá nhân của tôi thôi. Và tôi là người ráp, người làm video. Nên các bạn xem thì các bạn giữ ở mức tham khảo thôi nha. Và giờ tôi là Tào Bảo Long, trực thuộc kênh Kim Lai The Wood VN. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Đấy, nhớ xem phần 2 nha. Phần 2 tôi sẽ sơn toàn bộ mẫu này luôn. Yes sir.